Good morning Vietnam. Mình chào các em, hôm nay chị Bí Đỡ sẽ mở một búp bê Barbie thời trang nữa. Đó là búp bê Barbie tóc ngắn nha các bạn. Wow, bạn này rất là dễ thương. Rồi bây giờ chúng ta hãy mở ra. Đây là cái hộp đây các bạn ơi, Barbie Fashion. Mở ra nào. Wow, đẹp quá. Chị Bí Đỡ tìm búp bê này đã lâu rồi nhưng mà không có. Hôm nay mới tìm gặp các bạn. Bạn này không có mà quần xì ở bên trong. Rồi chúng mình lấy ra. Trời ơi, cứng quá. Ấu. Đây nữa. Ấu. Ấu. Quá. Hế, đừng có cắt tóc nha. Ấu, ra chưa. Rồi, dính lại. Ấu, ra rồi các bạn ơi. Cuối cùng mình đã được tự do rồi. Wow, bạn này đem một sợi dây chuyền để cắt cổ bên này ra. Ủa lộn, cắt cái dây nhựa ra. Rồi, lấy ra nào. Wow, một dây chuyền đính kim cương các bạn ơi, một vòng đeo cổ. Mái tóc ngắn màu vàng óng ánh luôn. Rồi váy. Rồi ủng nữa, ủng da, giày da. Rồi, trong cái bụng. À, cái bụng không có gì hết. Váy. Đây. Tay thì không có khớp. Đó, có thể xoay được. Bạn ơi, sao bạn không có khớp? Nếu bạn có khớp là tuyệt vời luôn đó các bạn. Đó, đây nữa là váy. Ôi, để chị biết đỡ thử tháo chiếc giày này thử xem. Sao cứng quá vậy? Sao cứng quá mà không được các bạn ơi. Rồi, chị biết đỡ dùng hết sức luôn mà mở không ra. Các bạn có cách nào không? Rồi, làm lại nha. Rồi, nó rồi, nó không ra các bạn ơi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cho búp bê này ngồi sang một bên. Chào các bạn, mình là Barbie thời trang đây. Thôi bây giờ mình sẽ kêu người bạn của mình đến, đó là anh Ken đó, cho có đôi có cặp nhé. Chào các bạn. Ủa, Barbie đâu rồi? À đây. Hi Barbie. Wow, hôm nay em thật là tuyệt vời. Em mới cắt tóc ngắn hả Barbie? Đúng rồi, em mới cắt tóc ngắn đây. Ê, anh Ken ơi, hôm nay chúng ta sẽ thi hình áp với đội Barbie kia đó. Ồ, vậy hả? Thôi, vậy chúng ta ngồi sang một bên. Chào các bạn nhận ra mình hay không? Đó, mình là Barbie có mái tóc dài trong cuộc sống Barbie và Ken các bạn hay xem đó. Wow, các bạn ơi, bạn này rất là đẹp gái. Rồi rất là duyên dáng nữa, tóc dài, lông mi dài luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho bạn Ken kia ra luôn, cho đủ hai cặp. Chào các bạn nhận ra mình rồi đúng không? Rồi các em, cặp này với lại cái cặp hồi nãy các bạn thích cặp nào? Chị đã thích cả hai cặp luôn. Rồi bây giờ tụi mình sẽ chơi thi hình áp với đội kia nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thi hình áp cho hai đội Barbie tóc dài và đội Barbie tóc ngắn. Rồi các bạn hãy bình chọn cho hai cái đội này. Đội nào có hình áp dễ thương hơn, đẹp hơn, đội đó là người chiến thắng. Các bạn hãy ủng hộ cho đội của mình nhé. Đội mình là Barbie tóc dài đó. Rồi, các bạn còn lại hãy ủng hộ cho đội mình nhé. Đội mình là Barbie tóc ngắn đây. Rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thi thôi. Rồi, bức hình đầu tiên. Ủa, bức hình đầu tiên là cặp Barbie tóc ngắn đang chuẩn bị chụp hình các bạn ơi. Các bạn đó đã vào studio. Wow, bức ảnh này rất là dễ thương các bạn. Rồi, đến bức ảnh tiếp theo. Wow, bức ảnh này có dùng app đây. Wow, cầm một gương mặt cười. Rồi, tấm này cũng rất là dễ thương luôn. Tấm này có cái nơ tóc và cái trái tim to đùng ở phía bên phải. Wow, tấm này là một vụ nổ đây các bạn ơi. Wow, rất là dễ thương luôn. Barbie có cái nơ tóc. Tấm này cũng rất là dễ thương các bạn ơi. Tấm này có rất nhiều trái tim. Rồi bây giờ đến cặp Barbie kia nha. À quên nữa, còn một tấm nữa. Wow. Chị Bí Đỡ thích nhất là tấm hình của đội này đây. Là tấm này đây các bạn. Rồi bây giờ đến đội Barbie tóc dài nha. Rồi hai bạn này đang chuẩn bị chụp hình đây. Rồi wow. Ken đang cõng Barbie trên lưng. Wow, đây là hình áp dễ thương và đẹp nhất đây các bạn ơi. Hình áp trắng đen luôn. Y như thật luôn, đẹp quá. Và tấm này nữa, hai bạn này hình như đang vui đùa thì phải, đúng rồi. Có chữ vui nữa kìa.
Rồi, video bộ sưu tập hình áp của hai đội Barbie và Ken của chị Bí Đỡ đến đây là hết rồi. Các bạn hãy để lại bình luận và cho chị Bí Đỡ biết là đội nào được các bạn yêu thích nhất và tấm hình nào được các em yêu thích nhất nha. Chị Bí Đỡ thì thích tấm hình trắng đen lúc Barbie đang ngồi trên lưng của Ken. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nha. Bye bye!